cái này có chuyện ha. Chưa biết anh này. Hơi xui hả? Hôm nay nhóc. Nay anh 7 tiếng rồi. Kiểu tao thấy mấy tuổi lớn, lớn, có kiểu. Đúng ra giờ cũng ăn uống đầy đủ á, không? Chứ sáng tôi nói thái, ăn uống đầy đủ giờ, phải không? Có chuyện ở tao, mày, phải không? Cùng một của chiếc con.